Cậu bé này muốn làm một thí nghiệm, cậu cầm một miếng thịt muốn đút cho con hổ này ăn, trực tiếp giơ bàn tay vào trong lồng sắt, con hổ cảnh giác đi tới, nhìn miếng thịt ngon nghẻ trước mắt, nó dùng mũi ngửi thử trước, thời khắc quan trọng bố của cậu bé kịp thời xuất hiện, con hổ thấy thế liền chạy, như thế cậu bé mới thoát một mạng, người bố trách mắng con trai, nếu không phải ông ấy đến kịp thời, cậu bé ít nhất đã mất một cánh tay, nhưng cậu ngây thơ nói rằng, mỗi động vật đều có một linh hồn, nó sẽ không làm hại cậu, thế là người bố dùng thí nghiệm thực tế cho cậu một bài học, ông bảo người mang con cừu đến, buộc nó vào lồng sắt, tiếp theo thả con hổ ra. Rõ ràng người bố đã đúng, huấn luyện bằng máu khiến con trai khắc cốt ghi tâm. Nhiều năm sau cậu bé đã trưởng thành, cậu tên là Pi cũng là nam chính của chúng ta. Sở thú này là do chính cậu mở ra, vốn là một gia đình giàu có. Nhưng vì Ấn Độ bỗng nhiên xảy ra bạo loạn, thế là cả nhà đành phải di dân tới Việt Nam sinh sống. Trước khi đi họ còn đem theo tất cả động vật. Nhưng tối hôm đó bất ngờ một cơn bão lớn làm lật đổ cả con thuyền, nước biển cứ thế tràn vào trong. Nam chính Pi không nghĩ nhiều xông vào phòng, cậu muốn cứu bố mẹ nhưng đã quá muộn. Trên thuyền khắp nơi đều là động vật, Pi cũng mơ hồ bị ném xuống thuyền cứu sinh. Đột nhiên một con ngựa vằn cũng nhảy xuống, thoáng chốc để đứt dây thừng, thế là bọn họ cùng nhau rơi xuống. Trong bóng tối Pi nhìn thấy một bóng người trong biển, nam chính vội vàng ném phao xuống, muốn kéo người đó lên, nhưng khi nhìn gần hóa ra là con hổ trong sở thú. Dưới sự uy hiếp của con hổ, Pi chỉ đành qua đêm ở mũi thuyền. Ngày hôm sau nam chính cẩn thận trèo lên, nhưng không thấy con hổ đâu nữa mà chỉ còn lại con ngựa vằn bị gãy chân. Đột nhiên một con chó săn chui ra từ trong thuyền, dọa chàng trai Pi lại chạy về mũi thuyền. Lúc này một con tinh tinh ngồi trên bọc chuối bơi đến, Pi lập tức dùng mái chèo cứu nó một mạng. Nơi lánh nạn chật trội giờ đây lại có thêm thành viên mới, nhưng sự bình yên không kéo dài được bao lâu. Chó săn đói khát bắt đầu tấn công con ngựa vằn, cho đến đêm con ngựa bị thương đã bị nó cắn chết. Nam chính Pi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như này, cậu sớm muộn cũng trở thành mồi cho chó săn kia. Thế là cậu dùng phao làm thành một chiếc thuyền đơn giản. Nhưng khi chuẩn bị xuống nước thì lập tức chó săn lại tấn công con tinh tinh lần nữa. Nhưng không ngờ con tinh tinh này rất thông minh, một phát đánh ngã nó. Khi chàng trai Pi đang vui mừng, ai ngờ chó săn không có đạo đức, bất ngờ đánh lén, tàn nhẫn cắn xé tinh tinh. Nam chính Pi cuối cùng đã bùng phát, anh rút con dao ra muốn liều mạng với chó săn. Sau khi con hổ giải quyết chó săn xong thì lại vồ phía chàng trai, nhưng may mà chiếc thuyền không ngừng đung đưa, khiến con hổ cảm thấy choáng váng, cuối cùng từ bỏ việc tấn công. Nam chính Pi nhân cơ hội mở tấm bạt, tìm được một vài đồ ăn ở trong đó. Cậu ăn liên tục để bổ sung năng lượng. Lúc này trong thuyền có một con chuột thu hút sự chú ý của cậu, dòng thời con hổ lại nhào về phía cậu lần nữa. Tình thế ngàn cân treo sợi bún Pi tóm lấy con chuột trực tiếp vứt vào mồm con hổ. Con chuột đáng thương cứ như vậy bị nuốt thẳng xuống bụng. Pi cũng nhân cơ hội trốn đến chiếc thuyền nhỏ của mình. Buổi tối con hổ ăn nốt con ngựa vằn, sau đó bắt đầu nhìn chàng trai Pi ở phía xa. Trong màn đêm Pi sợ hãi không ngừng run rẩy. Cậu hiểu rõ nếu tiếp tục như vậy thì mình nhất định sẽ chết. Thế là cậu dựa vào quyển sinh tồn của Robinson ngoài đảo hoang để vạch ra một kế hoạch. Đầu tiên cậu sẽ thu thập nước mưa, sau đó dùng dao khắc ngày tháng lên thuyền. Nhưng quan trọng nhất là cậu phải thuần phục được con hổ hung dữ. Trước hết cậu sẽ xoay thuyền ngược chiều gió, bởi vì như vậy có thể khiến nó càng rung lắc mạnh hơn. Sau đó lợi dụng âm thanh khiến con hổ nghĩ tới chuyện say sóng. Trải qua việc thử nghiệm và huấn luyện liên tục, cuối cùng nam chính Pi trực tiếp nhảy lên thuyền. Cậu hét lớn với con hổ, tuyên bố chủ quyền của mình, sau đó đi vệ sinh trực tiếp trên thuyền, khẳng định đây chính là lãnh địa của cậu. Nhưng con hổ lại không nghĩ như vậy, nó cũng dùng nước tiểu của mình để trà đũa chàng trai. Bất lực, chàng trai Pi chỉ đành thử bắt cá cho nó ăn. Chỉ khi con hổ ăn no rồi thì bản thân cậu mới được an toàn. Nhưng không ngờ sức ăn của nó lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Một chàng trai với một con hổ bị kẹt trên đại dương đã mười mấy ngày rồi. Con hổ lúc này thực sự đã quá đói, nhìn thấy con mồi ngay trước mặt nó lập tức nhảy xuống. Nhưng chúa tể rừng xanh vào trong nước giống như mất hết răng vậy. Chàng trai Pi đang định cười nhạo nó, kết quả ngay giây sau con hổ trực tiếp bơi về phía cậu. Pi lập tức hoảng sợ, cậu vội vàng kéo dây thừng trèo lên thuyền, sau đó kéo cả thuyền tự chế lên trên. Chiếc thuyền trơn trượt khiến con hổ không thể nào trèo lên được. Chàng trai nổi ý xấu, cầm rìu muốn đập chết nó. Nhưng khi cậu và con hổ bốn mắt nhìn nhau, chàng trai Pi đã mềm lòng. Pi do dự rất lâu, buổi tối cậu quyết định lấy tấm gỗ làm cầu thang, vứt xuống cứu con hổ lên. Còn Pi lại quay về bên chiếc mũi thuyền nhỏ bé. Khi trời sáng, cậu đem tất cả đồ đạc di chuyển đến chiếc thuyền tự chế của mình. Lúc này một con cá siêu to khổng lồ đã mắc lưới. Chàng trai Pi lập tức cầm rìu đập mạnh xuống. Nhìn thấy cơ thể nó dần mất đi màu sắc, cậu sụp đổ rơi nước mắt, bởi vì đây là lần đầu tiên mà cậu sát sinh. Sau khi cầu xin thượng đế tha tội, Pi vứt con cá siêu khổng lồ đó vào thuyền cho con hổ. Đêm nay mặt nước bỗng trở lên yên ả đến lạ thường. Trong nước có vô số con sứa đang phát sáng, dường như đang ở thiên đường. Chàng trai Pi cũng bị cảm tượng này thu hút, nhưng đột nhiên một con cá voi nhảy lên, chiếc thuyền bị lật ngay lập tức. Những đồ ăn còn lại cũng bị rơi xuống nước hết sạch. Không biết đã qua bao lâu, bọn họ cũng đã sức cùng lực kiệt. Con hổ cũng lại lộ ra vẻ mặt hung dữ vốn có. Thời khắc nguy hiểm, đột nhiên một con cá đập thẳng vào mặt Pi, tiếp đó là con thứ hai rồi lại con thứ ba. Khi bọn họ quay đầu lại nhìn, trên mặt biển xuất hiện vô số cá bay đang nhào về phía họ. Con hổ bên cạnh thì cực kỳ vui mừng,
bắt đầu bắt cá không ngừng nghỉ. Đột nhiên một con cá siêu to khổng lồ rơi vào thuyền, con hổ trực tiếp dùng móng vuốt ấn nó xuống. Tuy nhận thức được đây chính là cơ hội tốt để lấy lại địa vị, thế là cậu lập tức cầm mái chèo chiến đấu với con hổ. Cùng với một tiếng hét lớn, con hổ cuối cùng cũng bị Pi dọa mà lùi xuống. Để thu phục được nó hoàn toàn, chàng trai Pi gọt nhọn mái chèo, tận dụng thịt cá bắt đầu tiến hành dạy dỗ, để con hổ biết rằng phải nghe lời thì mới có đồ để ăn. Pi cuối cùng cũng thành công đuổi nó vào trong khoang thuyền. Hôm nay họ lại gặp một đàn cá heo đang bơi lội, nhưng chàng trai Pi nhìn một hồi phát hiện một chiếc thuyền ở phía xa. Cậu vội vàng nổ súng để làm tín hiệu SOS để cầu cứu, nhưng cho đến khi dùng hết đạn chiếc thuyền vẫn không phát hiện ra họ. Chàng trai Pi thất vọng nhìn về con hổ, chỉ đành tiếp tục làm bạn với nó. Nhưng dần dần giữa người và con hổ cũng bắt đầu nảy sinh hiểu nhầm. Khi bắt đầu cả hai là kẻ thù nhưng bây giờ luôn ở bên cạnh nhau, buổi tối chàng trai Pi nói hết tiếng lòng của mình. Còn con hổ thì chỉ biết nhìn bầu trời đầy sao. Dưới màn đêm họ đã tự chữa lành cho nhau, nhưng cảnh đẹp không kéo dài được bao lâu. Hôm nay bầu trời bỗng thay đổi đến lạ thường. Con hổ nhanh chóng trốn vào trong hoang trước. Tiếp đó một trận bão mãnh liệt đổ ập tới, chiếc thuyền không ngừng bị sóng đánh đập tấn công. Cứ như vậy trôi qua rất lâu, bọn họ cuối cùng cũng chờ được đến lúc trời quang mây tạnh. Nhìn con hổ thoi thóp, chàng trai Pi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Bây giờ họ không còn chút sức lực nào nữa rồi, chỉ đành ngồi đó mà chờ chết. Con hổ này sắp chết rồi. Pi lập tức đổ nước vào miệng nó vẫn không có phản ứng. Lúc này chàng trai hoàn toàn sụp đổ, phiêu dạt trên biển mất tháng, đều sống sót vượt qua, nhưng bây giờ đã sức cùng lực kiệt. Cậu dùng sức ôm đầu con hổ đặt vào đùi của mình, vuốt ve nó, yên lặng chờ đợi cái chết. Nhưng khi chàng trai Pi tỉnh lại lần nữa, Pi lại kinh ngạc phát hiện bọn họ đã trôi đến một hòn đảo nhỏ. Nhìn thấy hy vọng, chàng trai Pi vui mừng xông vào, tùy ý nhặt một loại cây trên đất ăn như hổ đói. Ngon quá đi. Khi cậu đi vào trong đảo thoáng chốc bị kinh ngạc, trên hòn đảo này có hàng chục nghìn con cầy đang sinh sống. Pi cẩn thận tiến đến giữa đảo, ở đây có một hồ nước ngọt vô cùng trong veo. Chàng trai ở trong hồ vừa bơi vừa uống nước lo lê, vui vẻ hưởng thụ, còn con hổ cũng mừng rỡ. Trong đám cầy nó thưởng thức từng con mồi một. Chiều tối chàng trai Pi chuẩn bị qua đêm ở trên cây, đột nhiên tất cả lũ cầy đều bạt mạng tháo chạy vào trong rừng, nhao nhao trốn trên cây. Đến đêm Pi bị con cầy làm tỉnh giấc. Khi cậu cúi người xuống nhìn bên trong hồ nước bỗng phát ra màu xanh kỳ dị, bên trong còn có vô số động vật đang bơi lội. Hóa ra cứ về đêm hồ nước ngọt sẽ biến thành axit chết người. Pi tiện tay hái một bông hoa kỳ lạ trên cây, vạch nhụy hoa ra phát hiện một chiếc răng người bên trong. Lúc này nhìn từ phía xa hòn đảo giống như một cô gái đang nằm, rõ ràng đây chính là đảo ăn thịt người. Chàng trai Pi nhận thấy có mùi nguy hiểm, quyết định lập tức rời khỏi đây. Trước khi đi cậu còn chuẩn bị một đống thức ăn và nước ngọt, cuối cùng hét lớn gọi cho hổ. Không ngờ con hổ không hẹn mà đến bên cạnh cậu ấy. Cứ như vậy một người một hổ lại bắt đầu chuyến phiêu bạc. Họ sinh tồn 228 ngày trên biển, vượt qua cả Thái Bình Dương, cuối cùng cũng đến bờ biển Việt Nam. Khi họ tới đất liền một lần nữa, Pi đã không còn sức lực nằm trên bờ. Con hổ cũng nhảy từ trên thuyền xuống, nó thong thả vận động duỗi lưng, sau đó chạy thẳng vào rừng không thèm quay đầu lại, không có chút lưu luyến nào. Mấy tiếng sau, chàng trai Pi được người dân ở đó phát hiện. Khi được cứu, cậu ấy cuối cùng cũng khóc lớn. Cậu không phải vì được cứu mà khóc, mà vì không ngờ con hổ lại dễ dàng rời xa cậu như vậy. Không lâu sau, người của công ty hàng hải điều tra nguyên nhân chìm thuyền, là người duy nhất sống sót. Pi kể lại khoảng thời gian của mình và con hổ, nhưng nhân viên điều tra lại có chút nghi ngờ. Trong câu chuyện có rất nhiều chỗ không hợp logic cho lắm, ví dụ như Tinh Tinh mẹ ngồi trên bọc chuối phóng đến, nhưng thực tế chuối căn bản không thể nào nổi trên mặt biển. Đối diện với chất vấn nam chính, Pi chỉ đành kể một câu chuyện khác. Lần này có 4 người còn sống. Sau khi chìm thuyền, Pi và mẹ, thủy thủ còn có cả đầu bếp, 4 người lên thuyền cứu sinh. Thủy thủ khi nhảy xuống thuyền đã bị gãy chân. Mấy ngày sau đầu bếp độc ác giết chết thủy thủ, sau đó thịt luôn anh ta. Mẹ của Pi thấy cảnh đó thì bắt đầu cãi tay đôi với đầu bếp, vì bảo vệ con trai kết quả cũng bị đầu bếp tàn nhẫn sát hại. Hắn ta vứt thi thể của mẹ xuống biển cho cá mập ăn. Pi không chịu nổi nữa đã ra tay giết chết đầu bếp đó, sau đó ăn thịt của hắn ta luôn. Hóa ra thủ thủy là con ngựa vằn bị thương, còn đầu bếp là con chó săn hung ác. Người mẹ chính là con Tinh Tinh đã bảo vệ Pi, còn con hổ lại chính là anh chàng Pi. Khi họ được cứu, con hổ không quay đầu lại mà chạy thẳng vào rừng. Điều này cũng cho thấy Pi đã từ bỏ sự thú tính của mình. Cuối cùng, chàng trai lựa chọn con đường làm ăn lương thiện. Được rồi, bộ phim của mình đến đây xin khép lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem bộ phim của mình. Nếu bạn cảm thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Bye bye mọi người. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Văn Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye.